Chị giáo lợi hại quá, chỉ với một đường kiếm mà có thể khiến cho cao thủ thiên cảnh mà đạo tan sát. Chị giáo cũng muốn học pháp thuật hả? Sao trùng hợp như vậy? Hung thủ chị ra vào thì gặp một chỗ giống như chị ra để hướng đạn cho mình vậy. Nhưng mà đối tượng được giúp đỡ tuyệt đối không phải là mình, nhất định còn có người khác. Ôi, ông già, ông tới từ cảnh ta từ lúc nào vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta vừa nghe từ mà Tù Kỳ nói là ngươi nuốt phải ma vật, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Không ngờ rằng người chẳng chịu được một chút ảnh hưởng nào. Có điều muốn lấy ma vật ra và vẫn đảm bảo được an toàn cho người là rất khó, nên ta tạm thời phong ấn nó vào trong cơ thể con người để cho tránh về sau sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Chuyện giáo suy nghĩ tên là chú Toàn. Các gì đã vất vả rồi, đưa cách đệ tử bị thương về nghỉ ngơi đi. Hả? À, bất trắc gì chứ, bất trắc chỗ nào cơ? Vẫn chưa điều tra Dư Lạc à? Không điều tra nữa à? Không phải là chuyện giáo đã bảo cho nó về nghỉ ngơi rồi sao? Còn tra cái gì nữa? Y dược đường, nghe nhi sư muội à, uống thuốc thôi. Dời quá, thuốc này đắng lắm luôn á. Trước giờ chưa có ai uống một hơi hết như mùi đâu. Chẳng là gì so với cực khổ ta đã trải qua trước đây đâu. Vậy mọi nghỉ ngơi đi nhé, ta tắt đèn cho mùi đây. Vâng. Đêm đến, lấy được công pháp chưa? Đồ nhi vụ nè, nhiệm vụ thất bại khiến cho Lãnh Lâu Bạch chết rồi. Các người phải nhớ rõ thân phận cô nhi của mình. Nguyện Ma Tôn đã từ bi thu nhận các người. Từ nay về sau phải trung thành với Nguyện Ma Tôn, đứa nào không nghe lời bị vứt bỏ. Và từ nay về sau sẽ là nhà của chúng ta. Chỉ cần nghe lời chứ không còn phải lang thang ngoài đường, chịu đối nhiều khác nữa sẽ không bị bỏ rơi nữa. Phải nghe lời, phải giết hết tất cả mọi người đã trở thành thánh nữ, phải trung thành tôn kính tôn chủ thì mới không bị bỏ rơi nữa. Ngươi chính là Liễu Nguyệt Nhi, cái chiến thắng trong cuộc thi thánh nữ sao? Được lắm, ngươi rất nghe lời. Bản tôn sẽ thu nhận người làm đệ tử kế thừa vị trí của ta. Sư phụ, trong 3 tháng này thì sau khi ta vào Vẫn Kiếm Môn làm gian tế ma đạo đã có sự thay đổi lớn. Sau khi môn phái lớn nhất của ma đạo Mê Hồn Tôn đã bị diệt môn, thì lãnh địa và tài nguyên của nó đã bị các môn phái khác xâu xé, do phần chia không đồng đều nên ma đạo vốn đã hỗn loạn này lại thêm cả lớn nuôi cả bé. Ký túc xá viện của Vẫn Kiếm Môn trước khi vào mật cảnh đi trên tới hỗn loạn này chính là cơ hội để Nguyện Ma Tôn khất tán lực lượng, cũng là cơ hội để người chứng minh lòng trung thành bao đáp một phái. Xin sư phụ cứ dặn dò. Năm xưa khi bản tôn bị truy sát để lại cho một nửa pháp lực ở trong mật cảnh của Vân Kiếm Môn, người đi lấy về cho ta. Chỉ cần lấy lại pháp lực thì Nguyện Ma Tôn sẽ có được thổn nhất. Pháp lực của thiên cảnh thất đồng tiền của sư phụ nay chỉ còn một nửa. Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mật cảnh là nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất của Vân Kim Môn, mình căn bản không tìm được nơi cơ hội để vào đó. May mà nhờ có việc xuất sắc của Dư Lạc, trưởng giáo đã cho một vài đệ tử cơ hội vào tầng đầu tiên của mật cảnh tu luyện. Lên vương cung với mật cảnh thứ 6, sau khi thương lượng với Lãnh Bạch Lưu thì chúng còn đã thi triển pháp thuật gây ra động đất ở tầng 1. Mật cảnh vốn là có sẵn đường nối tầng 6, trong động đất đó đã khiến cho mọi người rơi vào linh vương cung. Nhờ có quá nhiều người mà chúng còn đã trở thành còn chỉ giấu thân phận không bị phát hiện. Nhưng thành bại đều do Dư Lạc hết, vòng phép của còn vất vả tìm kiếm bị Dư Lạc đã nuốt mất rồi. Nuốt mà không chết, một khi ra ngoài thì sẽ bị cái lũ linh gác canh chừng, sẽ không có cơ hội để ra tay nữa, nên trước khi ra ngoài thì phải tìm cách lấy lại được vòng phép. Do đó cũng đã ra lệnh cho Lãnh Lộ Bạch làm sập lên vương cung,
Nhân lúc mọi người tìm cách thoát nạn thì sẽ rời tay giết chết Dư Lật, lấy lại vòng phép. Nhân không ngờ Dư Lật lại giỏi thuốc thần như vậy, lấy được hết tất cả tạng đã hết rồi. Nhưng người ở sau thì hững hết, còn chúng con thì lại sụt sẻ bị đá rơi trúng trong lúc đuổi theo Dư Lập. Để không bị kiếm vần mồn phát hiện, chúng con đành bỏ cuộc. Còn Dư Lạc đã thành công giải thoát trong lúc cấp bách, thì chúng con còn chưa kịp xóa đi mọi dấu vết ở Linh Vương Cung. Đã tới dấu dục nhiệm vụ mà thất bại, mà Lĩnh Lâu Bạch cũng chết mất rồi. Cái đồ vô dụng, để lại bao nhiêu là dấu vết, con lại còn hại chết Lĩnh Lâu Bạch nữa chứ. Rốt cuộc người có muốn quay về không hả? Để tới vô dụng, nhưng mà... Nếu như bọn kiếm mồm đều tra ra ma pháp ở trên người Lãnh Lộ Bạch sẽ bị phát hiện, chỉ có thể chất của con thì mới có thể thoát được, còn vẫn có thể đem pháp lực về cho sư phụ. Tuy chúng ta đã mất đi cái tay giỏi như Lãnh Lộ Bạch, nhưng cũng là thành công làm bọn kiếm mồm rơi vào phòng bị. Tạm thời thì chúng sẽ không điều tra nữa đâu. Quan hệ của con và người mà tồn tuyệt đối không bị lộ đâu. Bản tồn không muốn nghe mấy cái thứ này. Không lấy được pháp lực thì ngươi đừng có quay về nữa. Bản tồn không muốn nghe mấy cái thứ này. Không lấy được ma lực thì đừng không quay về nữa. Xì sư phụ đừng bỏ rơi đệ tử mà. Đệ tử sẽ tìm một cách giết chết Lưu Lạc lấy lại vòng phép. Là ai? Lãnh Lâu Bạch của thiền cảnh, ta tự sát cũng quyết phải bảo vệ cái tình gian tế kìa. Người rốt cuộc là ai chứ? Suy nghĩ cách đơn cũng không ra luôn, nghỉ dịp cả đêm không ngủ. Tập 51. Người mà cao thủ của thiên cảnh quyết chết cũng phải bảo vệ, là tự tử hay là con cá nhỉ? Không. Vậy thì không phù hợp với thân phận mà đạo của hắn. Hoặc là chúng vốn dĩ là một tổ chức, hoặc là một môn phái. Vậy thì tình dân tế còn lại phải mạnh hơn cả Lãnh Lâu Bạch mới khiến cho hắn phải hy sinh như vậy. Phải tìm ra cái tình dân tế này, sau đó hiếp hắn, vậy thì mình sẽ chết chắc rồi. Nhưng hắn rốt cuộc là ai chứ? Nghĩ cả trưởng lão cũng không tra ra thì ai có thể tìm được hắn đây? À đúng rồi, hệ thống lúc trong Linh Vân cùng hệ thống báo đỏ, rồi thời gian đếm ngược để trừng phạt đột ngột đến như vậy. Giờ nghĩ lại thì mấy cái thứ này ngồi việc báo cho mình biết mình sắp chết, thì chúng còn có công dụng trợ giúp cực kỳ chuẩn xác. Chín chết một sống, chết chắc rồi. Và cảnh báo, hệ thống luôn đưa ra những phán đoán cực kỳ chính xác cho mình tình hình lúc đó. Khi Linh Vương Cung bị sập thì thông thường hệ thống sẽ không cho phép mình vào đó để cứu người đâu. Nhưng lúc đó nó lại không cản lại, vậy cũng có nghĩa là nó biết mình sẽ được cứu. Còn cái lần ở Đồ Hà Khẩu cũng mới hồn tồn, lúc đó ở Tống cũng nói là Triệu Tuyết Lì vào đó một mình sẽ chết chắc, nhưng nói như mình vào cùng Tuyết Lì sẽ có cơ hội sống sót. Lúc đó mình không hiểu nổi là đã chết chắc thì sao lại có cơ hội sống sót được chứ. Cho đến khi đến Đồ Hà Khẩu thì thiếu chủ của mơ hồn tồn lấy ráp về hồn phàng thì mình mới hiểu được cơ hội sống sót đó nghĩa là gì. Chỉ khi vào Đồ Hà Khẩu thì mình chưa từng gặp cái tên thiếu chủ ngu ngốc đó, nên không hề có bất kỳ thông tin nào của hắn. Nhưng hệ thống là biết hết, còn báo trước vì còn có cơ hội sống sót này chứ. Nếu như hệ thống không biết rõ được mình đang và sắp xảy ra thì làm sao mà đưa ra kết luận chết hay không chứ. Năng lượng biết trước mọi thứ này chỉ có thể nói là biết hết. Giờ đó hệ thống chắc chắn là biết rõ kẻ đọc Linh Vương Cung lại. Hệ thống ơi, hệ thống à. Cái gì ta đang bận lắm, trước khi hệ thống khởi động thì đừng có tùy ý gọi ta như vậy. Hệ thống tần yêu ơi. Điên à, có gì thì nói mau. Đại ca, người có thể cho ta biết Lãnh Lâu Bạch đang bảo vệ ai không? Không được. Vốn dĩ ta cũng đã suy đoán được. Thôi, không ngờ thật sự lại có người đó. Chờ lắm rồi, người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Ngủ làm cái gì chứ, mau dậy đi. Có chịu nói không?
Có nói thì ta không có sao đâu nha. Người đi làm gì? Ôi, người vẫn cứng như người nào. Trước kia tổng khởi động thì người không có quyền hỏi thẳng những vấn đề này. Không được hỏi thẳng ư? Vậy có hỏi thẳng thì cũng được, đất còn dài mà. Người có muốn chơi gì đó trước rồi hẳn đi không? Không được hỏi thẳng thì hỏi méo vậy? Khó khăn lắm mới tìm ra được quyền trợ giúp và tranh thủ mới được. Ta muốn biết năng lực hiện giờ của mình. Hay là người chơi cái trò giả thiết với ta nhé? À được. Nếu như ta quyết đấu với quán Trừng Lão thì kết quả thế nào? Dịch chặt, Phương Thanh Thư, người thắng. Ta Hàng Vũ, người thắng. Kháng Sư Phụ, Càng Phiêu, Liễu Nghiệt Mỹ, người thắng, người thắng, chết chắc. Liễu Nghiệt Nhi mà chết chắc à? Quán Trường Lão là kim mạnh trong đạo quyết đấu với lộ mình. Chết chắc thì tôi không đắc mất. Nhưng mà Liễu Nghiệt Nhi chỉ là tam trùng thiền thoại mà solo với cô ta, thì giờ thế nào cũng không đến mức chết chắc chứ. Chẳng lẽ dạng ta chính là Liễu Nghiệt Nhi? Cô ta đang che giấu năng lực của mình. Thôi vậy thì vấn đề là mình phải làm sao có thể làm lộ thân phận dạng tế của cô ta, với có thể khiến trước khi cô ta bị bắt đi thì khiến mình chết đi. Liễu Nghiệt Nhi che giấu thực lực, rồi cuộc cô vị của cô ta đến đâu chứ? Cũng là thiên cảnh như Lãnh Lâu Bà sao? Lại không nói, cứ nói giả thiết tiếp là được rồi. Nếu như sau khi khổ luyện đến pháp cả nhất trọng thiền rồi đi tìm Liễu Nghiệt Nhi đấu một trận tự chiến thì kết quả thế nào? Chắc chắn chỉ chết. Vậy thì lên cả nhất trùng thiên thì sao? Chắc chắn chết. Ngộ giấy, tớ này có vấn đề. Vậy đạo cảnh nhất trùng thiên thì sao? Chắc chắn sẽ chết. Vậy thiên cảnh nhất trùng thiên, người thắng. Quách, nói như vậy thì thực lực thực sự của Liễu Nghiệt Nhi lại là đạo cảnh ư? Hơn nữa ít nhất cũng phải là nhất trùng thiên trở lên. Ui, bên tình là chút, phải nghĩ xem cách nào đã. Không cần biết là cô ta có cùng một phe với Lãnh Lâu Bạch hay không, nhưng chỉ giấu thực lực lợi bước vào vấn kiếm môn thì chắc chắn là có vấn đề. Cũng không cần biết thân phận của cô ta là gì, còn mục đích gì. Chỉ cần thân phận là gián điệp của cô ta bị bại lộ thì mình nhất định sẽ tội mạng. Đầu tiên là hẹn riêng với cô ta ra, sau thì vạch trần thân mật bộ mặt thật của cô ta, tức là bị cô ta giết chết. Thôi chừng thôi nó bị điên rồi. Ây da, vui mừng quá sớm rồi. Và phải nghĩ cách nói chuyện với Trường Lão và Trường Giáo trong tông môn. Sau khi mình chết bất đắc kỳ tử. Được rồi, dì thư của Dư Lạc đây rồi. Đã chuẩn bị sẵn dì chút rồi. Tiếp theo đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch. Mình mày anh ô, mình chẳng có tí kinh nghiệm nào cò cự gái cả. Ôi trời, lúc đi thì học cấm đầu vào sách vở, lúc đi làm thì cấm đầu vào công việc. Ôi tìm tài liệu, tài nguyên thì mình làm được, nhưng mà tìm cô gái thì chuyện này mình không làm được đâu. Đi nhờ người khác giúp vậy. À Dư Quỳnh à, tìm tới có chuyện gì không? Ta muốn thân thiết với Liễu Sư Muội hơn một chút, người có thể giúp ta không? Ta muốn thân thiết Liễu Sư Muội thân thiết hơn. Ôi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì đâu. Ấy đều là đàn ông hiếu mà. Quý chỉ muốn làm quen bình thường với muội ấy thôi. Đa số mọi người khi bắt đầu đều sẽ nói vậy mà. Sao cái tên này lại hiểu nhiều như vậy chứ? Không phải từ bé đã sống trong núi rồi sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Quỳnh sắp xếp ôm xuôi. Đã tạ nhé. Sợ vì ơn cứu mạng của Quỳnh thì chút chuyện này ta tính là gì đâu. Vậy nó lấy sư muội cháu gì nhé, bây giờ ta sẽ đi báo cho Dư Huynh. Đúng là ngủ gật rồi, sẽ có người kê gối chờ. Người lại tự đưa mình tới cửa ai à, sao mình lại có một khuôn mặt đào hoa thế này cơ chứ. Phương Thành Thu Sấp, ta biết là Thu Sấp hả? Nơi này đúng là hoàng vu hẻo lánh. Công một suy nghĩ. Không ai làm phiền. Một lý tích hợp đã hủy đi diệt tích. Hôm nay mối sinh thật đấy. Chắc chắn là không được trực tiếp.
vạch trần cái bộ mặt thật của Liễu Nguyệt Nhi rồi sẽ khiến cho Á động thủ mất thôi. Để chắc chắn là hành động tự tìm cái chết ở tấm kiếp gì cũng loài lên cảnh cáo ạ. Vậy nên tối hôm qua mình đã đứng trước đặc tính đạo cảnh, biết hết khối nói dốc để tiết kết ra cái mạng đối thoại, nhìn thì bình thường nhưng thực ra lại đang để lộ bí mật. Thế ngày mai ta nói mấy cái lời trong lúc hẹn với Liễu Nguyệt Nhi thì không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Để cho cô ta biết là mình đã biết chuyện của cô ta là nội gián. Cảm ơn. Lần trước tự do giấc khác như vậy, bây giờ lại tới tìm mình, rõ ràng là cái âm mưu khác. Nhưng mà quan trọng gì, hôm nay kiểu gì thì cũng chết thôi. Sư muội à, thật ra ta có một chuyện muốn nói cho muội biết. Chuyện như vậy sư huynh? Ta nghi ngờ trong số những đệ tử ghi danh ngồi lãnh Lưu Bạch và danh thành Đinh tu viện ra thì vẫn còn một kẻ nội gián nữa. Cái gì cơ? Sao thế? Chắc không đâu. Cái Trương lão đã nói là không sao rồi mà, sao lại vẫn còn nội gián được chứ? Mình đã giấu được cả đám Trương lão đầu cảnh rồi, không thể nào bị một nơi tử nhật nhận cảnh phát hiện ra được. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Vậy hỏi cho rõ tại sao hắn lại nói như vậy mới được. Sao quên lại nói cho mùi biết chuyện nên này nên nói cho quảng Trương lão mới phải chứ? Ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Một vải không thể là vì lời nói một phía của ta mà lón cào cào lên được. Hơn nữa, kẻ đó có thể thoát được năng lực thăm dò của Trường lão thì chắc chắn năng lực sẽ không yếu hơn. Vậy nên ta muốn mọi công ta điều tra. Sao lại là ta? Quynh không sợ ta chính là tên nội gián đó sao? Không sợ. Nội tâm của mọi cũng lương thiện và xinh đẹp như vẻ ngoài của mọi vậy. Sao có thể là tên nội gián đáng ghét có ưa kia được chứ? Tên này nhất định có vấn đề. Rồi cô hắn có biết sự thật hay không thì phải dựa vào tu vi đạo cảnh của mình thử cái là biết liền. Vậy mình cảm thấy ngoại trừ ta trong số những đệ tử ai là cửa này khả nghi nhất? Ta vô hạn. Hả? Ta vô hạn. Nhưng trường cô ấy rất bình thường mà. Điều gì khiến huynh cảm thấy cô ấy khả nghi? Cô ta ăn tỏ ra ta khí. Thằng này đang nói với huynh về chơi mình đi à? Vậy trừ cô ấy ra huynh không còn nghi ngờ ai khác sao? Có nói những người khác không có bí mật, nhưng con cũng tốt cho người khác biết được. Nhưng trước mắt ta chỉ hỏi nghi Tạ Vũ Hàng. Nửa trước nói là thật, sau thì nói dối. Tên này cũng lươn lẹo thật. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Giám sát Tạ Vũ Hàng tìm kiếm những đầu mối khả nghi. Mùi và cô ta đều ở kỳ công xá nữ. Mùi giám sát cô ta sẽ tiện hơn. Ta chỉ mong mùi không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì nên tuyệt đối không được tự mình hành động, được không? Được. Toàn là nội dối. Hắn không hề nghi ngờ Tạ Vũ Hàng, nhưng lại muốn mình đi giám sát cô ta, còn không cho mình tự ý hành động. Tên này, người hắn thật sự hoài nghi chính là mình. Sao hắn lại phát ra được chứ? Hắn đã biết được những gì rồi? Lý nào cứ cả tu vi đạo hạnh của mình ở mức nào hắn cũng biết ư? Trông có vẻ là đã hiểu ý của mình rồi đây. Vậy còn để cái gì nữa? Tới luôn đi, tới luôn đi, ra tay đi chứ. Không đúng. Rõ ràng hắn nghi ngờ mình nhưng lại bảo mình đi theo dõi người khác. Rồi cô hắn muốn làm cái gì chứ? Phải làm cho rõ xem mình đã có sơ hở chỗ nào, tuyệt đối không thích tùy tiện động thủ được. Sư huynh, chuyện gì thế này? Mấy ma tù này người đều ra tay nhau. Sư huynh muốn nhờ ta giúp đỡ thì có thể nói cho ta biết huynh phát hiện ta nội gián từ khi nào không? Hỏi việc vì nể hả? Hồi nay cái này làm gì chứ? Không phải là nên ra tay thẳng giết mình luôn sao? Đến cái việc này mà cũng không muốn nói sao? Vậy ta đang lúc bị Trương lão dò xét đến hồn có đúng không? Không, không phải. Lấy nào còn sớm hơn sao? Ôi, tới rồi. Không phải. Đừng có đón nữa. Ta là thời điểm mà có nói ra thì ta và mình cũng không tin đâu. Mau ra tay đi chứ, đừng có hỏi nữa mà. Nói ra cũng không tin. Lẽ nào còn sớm hơn cả lúc lên vườn cùng xong. Nhưng mình đâu có quá lạ gì với hắn đâu nhỉ? Đây là bi cảnh. Để tướng nhân cảnh đột nhiên có thêm một lần cơ hội vào bi cảnh là bởi vì dư lạc. Hắn gào lên dẫn tới sự chú ý của các trường lập. Lẽ nào? Lẽ nào? Lời đất tạo cơ hội sao?
54. Chờ mùi à, sao mùi lại nhìn ta như vậy? Lẽ nào nó của á ta có vấn đề sao? Lẽ nào mình ra yêu quá rõ ràng hơn nữa? Vào cái ngày đầu tiên vào môn phái, anh đã bắt đầu tu hành độc một kiểu. Sức mạnh thực sự chắc chắn nó vượt xa nhân cảnh, không thể tính toán được gì cả. Vì để các trưởng lão phá lệ để tạo cho mình một cơ hội, tên này không lẽ Quỳnh vào ngày đầu tiên nhập môn đã có cơ hội, đã biết có nội gián ở trong ca số để tôi ghi danh? Chứ mùi à, tự nhiên mùi lại nói linh tinh cái gì vậy? Cái bộ dạng chì dấu này quá rõ ràng rồi đi, mình đã đoán đúng nhưng mà cũng quá vô lý quá nhỉ. Kế hoạch lần này là kế hoạch cực kỳ cơ mật của Nguyên Ma Tông, số người biết chuyện này ở trên đầu ngón tay thôi. Rồi cô Di Lạc là ai, sao lại biết được chứ? Không, vẫn còn có một khả năng khác. Có lẽ trước khi vào Linh Vương cùng hắn đã phát hiện ra một đám đệ tử có nội gián rồi. Có phải là sư huynh đã biết trước chúng ta sẽ rơi vào Linh Vương cùng không? Vậy nên hắn mới bày ra cái ván cờ này, dụ mình ra tay rồi âm thầm quan sát, rồi từ đó phát hiện ra tâm vọng và mục đích của mình. Mùi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Thôi, đừng có tự bổ não ra nữa, nghi tình linh tinh đi tận đâu rồi không biết nữa. Đúng nhỉ, khi sư huynh chế cười rồi, hắn đành trốn tránh. Tất cả những chuyện này quả nhiên đều nằm trong tính toán của hắn. Bây giờ sự tình đã đúng như theo ý hắn, vậy nên mới tiến tới một bước thăm dò mình. Đã bao lâu rồi mình mới gặp được một kẻ để tinh toán tỉ mỉ, mồ mồ xảo quyệt, âm thầm ẩn trốn trong bóng tối như rắn độc thế này? Cái bộ dạng mờ mịt này xem ra là chưa hiểu ra thật rồi. Thế này thì không được rồi, mình phải cố gắng thêm chút nữa. À thì sao mùi à, trong mùi có vẻ rất căng thẳng. Để ta đẩy xích đều cho mùi nhé, mới có ta lắm có thể điều rồi nghĩ cho kỳ đi, nhất định là có thể hiểu được. Vậy thì đây nè, hiểu ý của hắn, quả nhiên hắn có mưu đồ khác. À mưu của hắn là gì đây? Sư huynh à, chịu đựng bao nhiêu việc như vậy, thật sự là chỉ đã bắt được nội gián từ sau. Nếu như hắn muốn bắt mình thì có thể nói với trường lão để điều tra kỹ càng. Sao phải ở đây giả vờ giả việc như thế chứ mình chứ? Lẽ nào mùi nghĩ ta rảnh rỗi không có việc gì làm mới làm như vậy sao? Điều tra thông tin tức nội gián thì có thể chắc chắn hơn, cũng có thể lợi hơn cho tông môn nữa. Sao lần này đã chạm tới giới hạn rồi chứ? Vẫn chưa hiểu ra sao? Tập 54. Không ngờ một người bình thường chẳng để tâm gì đến việc tu hành như Dư Sư Huynh, mà cũng có lòng để nghĩ đến tông môn như vậy. Vợ đang nói dối, tên này chắc chắn là không phải là người phe mình. Và hắn đoán lúc trước của mình là đúng, hắn đã thử mình. Hơn nữa trả lời mập mờ không rõ ràng, nhất định là để ứng phó với năng lực phát hiện nội dối của mình. Định cả tu vi của mình thuộc đạo cảnh hắn không biết được. Tất nhiên là vậy rồi. Bây giờ cả vấn kiếm môn này chính là điều mà ta quan tâm nhất. Lập trường đã thể hiện rõ rồi, người chắc sẽ không tha cho ta đâu nhỉ? Âm mưu gì đây? Hóa ra là vậy. Giả tâm của người này không ngờ lại lớn đến như vậy. Âm mưu của hắn là cả vấn kiếm môn. Vì kế hoạch của Nghi Ma Tông đã lộ từ lâu rồi, hắn không nói ra là vì muốn cảnh cáo mình đừng có ra tay vì vấn kiếm môn là của hắn. Sao đây? Cuối cùng cũng người sống muốn có thể trẻ trung, một làn da đầy sức sống. Hy vọng mỹ giọng thoát ra ngoài của ta. Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Hả? Ôi vãi ma. Đừng sợ. Ta không phải người xấu. Tên này chẳng lẽ là người hại à cứu ta? Ta nhìn thấy người rơi xuống vù luôn rồi. Ôi, nhớ lại cái cảm giác lúc rơi. Ê, tự quay nữa không được chết. Mình đây là vậy. Trận trách hệ thống lại điềm nhiên ở đây đợi mình như vậy. Thế ngoại cầu nhận rồi sụp vách đá bị giam cầm, vừa nhìn là biết tính năng vừa mới được thơm vào. Một cái chuyện không tới, vừa xuyên không gặp phải được lão tổ đang bị giam cầm, lấy được tuyệt kỹ võ công,
Đừng hòng lừa ta tu luyện, đánh chết cũng đừng có mơ. À, thiếu niên, trong tu vi người thấp như vậy, tiền phú chẳng thấy đâu, ta truyền lại công pháp cho ngươi có được không? Quả nhiên là kịch bản này mà, ta biết trước rồi. Ôi, tha giùm ta đi, ta không muốn tăng tu vi nữa đâu. Lần đầu tiên có người tư chối nhận được truyền thừa. Hơn nữa xin hỏi tiền bối lại thế. Ta là Thái Thư Lệ, là một tu sĩ thiên cảnh thấp trùng thiên. Hả? Tiểu niên, tiên phú của người thấp như vậy, có được công pháp của ta để tu luyện thì cái ta tăng tu vi vù vù. Nhưng đồng môn kia của người không thể coi thường được nữa. À dừng, đồng môn không có coi thường ta. Bờ hồi ngồi họ thì khách khí với người như vậy thôi, nhưng mà vẫn cười thầm sau lưng người đó. À không đâu, bọn họ sùng bái ta lắm. Tu vi của người thấp như vậy nhất định là kém xa so với người đứng đầu, cảnh giới kiểu gì cũng thấp hơn người ta. À không có cách đặc biệt mấy, ta chính là đệ tử giỏi nhất, mà như còn cao hơn người thứ hai ai trùng thiên cơ. Ta thật sự không muốn luyện công pháp của người, ta không muốn trở nên ưu tú thầm nữa. Vậy thì lại ta đã đợi cái ngày này hả? Đã 600 năm rồi. Hôm nay người có muốn học cũng phải học. Mình đúng là xu hướng. Ê, mình còn giàu hết á. Ngươi là hy vọng duy nhất để ta ra ngoài. Sao ta đã giết người chưa? Hôm nay người không học cũng phải học, chúng ta từ từ thôi. giống học bốc mình thành công vậy đó. Đừng má. Rốt cuộc là thế nào? Chuối sâu này tại sao lại có chút pháp lực nào cả? Chỉ là viên ngọc bình thường ư? Không lẽ pháp lực đã chuyển lên người dưới lạc rồi? Phía bên dưới hả? Ta đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy bầu trời ở ngoài rồi? Nhanh, mau lên, mau đuổi theo. Ở đó nàng ta chạy về phía vực rồi. Bạn sống. Vực. Mau đuổi theo, bắt lấy nàng. Đuổi theo nhanh như vậy sao? Khốn kiếp. Mau, phía trước là vườn thảm, nàng ta còn không nơi nào để chạy nữa rồi. Thật sự đã nhìn qua rồi, nơi này không có ai, có lẽ nàng ta đã nhảy xuống dưới rồi. Phía trước là địa bàn của bọn Kim Môn, có đại trận hộ trận, không dễ xông vào. Vậy chúng ta đã ghé khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp. Chết rồi, lãng phí thời gian 2 năm của lão nương. Tới một chút nữa là người ta bắt nàng đi thành đàn dược. Không ngờ nhớ đầu đó đến bí mật lục già cũng biết. Nàng ta là thiên tài trầm nam hiếm có của ma giới 100 năm này, đến từ ma tu thế gia, còn tu được thần công pháp của các tông môn nhà giáo như Mơ Hồn Tông, Âm Xà Môn, Huyết Thạch Y Phái. 18 tuổi đã có thực lực đạo kính. Muốn nhốt nàng ta không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà theo tu vi của nàng, nếu như còn sống thì tâm tức của ông tòa chắc chắn sẽ kiểm tra được. Thế nào rồi? À không có, chết rồi. Mà nó đừng nghiệm cả bối. Đi thôi, xui xẻo mà. Nghĩ cách nói với tông chủ đi, sợ cái gì chứ. Cả nhà mà ta 2 năm trước đã chết sạch rồi, còn lắm thì tìm một tên luyện đan thì thế. Mình vẫn còn sống. Tập 56. Tu vi mất sạch, con chạy đến địa bàn của tử địch mà tu vẫn kiếm mù. Nói như chúng dám đuổi theo, chứ dù cắn bốn cô nương cũng phải cắn chết cái đám khổ kiếp đó. Ừ.
Cái này là có nhiều vàng bạc pháp khí và công pháp như vậy. Chết Dương Ma Quân. Lại đó mình nhặt được, tìm được nơi công pháp truyền thừa của Địa Nhất Ma Tu. Có chúng thì mình nhất định sẽ quay lại đến phòng. Đi. Và đâu? Sợi xích từ đâu ra vậy? Nếu có vùng vây nữa, tu vi cho đến thiên kính tập trung thì không vùng khỏi đâu. Đừng hôn nhốt ta, đồ khốn. Đừng có sợ, ta chính là xích vương Dương Ma Quân. Ta làm trận pháp này chính là để giúp người ra khỏi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, an tâm mà tu luyện ở đây. Khi còn sống ta đã dẫm chết bao nhiêu kẻ yếu, vốn dĩ là không muốn giúp chúng thoát khỏi bờ khổ. Nhưng trúng kế của những tên tự gọi là chính đạo, bị hàng trăm tu sĩ thiền kính vây công, hai ta chỉ còn là một tàn hồn, đúng lục đáp xấu bỏ hạ tiếng mà. Trận pháp này chỉ truyền lại toàn bộ tu vi của ta cho người, càng cốt của người ra tốt, không đến trăm năm có thể đạt đến thiền kính. Học xong người sẽ có thể ra ngoài. Đồ sát vòng kim mồm thấy ta báo thù. Nè đừng đi chứ, ta ra. Khổ kiếp. Vòng kim mồm gì chứ, ta muốn xế. Rắc bốn cúng đã bắt ta cơ. Ta ra. Là rồi thối tàu xong rồi, thiên kính tập trung thiên rồi. Đã 300 năm rồi, cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài rồi. Người quả đúng là thiên phú dị bẩm. Công cụ luyện thành, ta cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Công cụ. Trước khi ta chết đã không ngừng đào sườn động, lập trận pháp để lại báo vực. Ngươi nghĩ là vì sao? Không lẽ đột phá thiên kính tập trung đúng là có thể làm vỡ sợi xích, nhưng khi làm vỡ cũng sẽ phóng ra ma khí ngập trời. Trời giữa vẫn kỳ môn sẽ biết được nơi đây là nơi ngươi đang ở ngay. Bây giờ ta đã là thiên kính tập trung rồi, cho dù ngươi cố vấn kỳ môn đến thì cũng có thể chiến đấu. Lúc đó ta cũng còn tránh được, huống chi là ngươi. Ngươi cho là ta thật sự là giúp ngươi tu luyện sao? Đợi ngươi ra ngoài thì ta báo thù. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, không thì cả đời trốn trong sơn động không thấy được bên ngoài, không thì tự vẫn. Với tu vị thiền kính thập trong của ngươi, có thể tống gọn cả vòng kim mồn. Tâm nguyện của ta đã có thể đạt được rồi. Sau đó thì đã trải qua rất lâu, rất là lâu. Một bóng người cũng không có qua, cũng không thấy. Rồi vào một mùa đông nọ, đã qua bao lâu rồi, chắc là 300 năm nữa rồi. Mình thực sự phải ở đây cả đời sao? Ôi ta còn muốn chạy chết đi được. Chẳng qua ta muốn tắm, ta muốn ăn ngon, ta muốn mặc đồ đẹp. Có thể không ra được, linh hồn thì chưa chắc. Vậy thì mượn xác đổi hồn. Mình có thể thay đổi hồn phách với người khác, vậy thì có thể trốn ra khỏi tận xác lại bị trói lại. Đợt một ngày nào đó gặp được một tên nào đó, chúc mình trở lại nhân gian. Cùng lúc đó thì có người. Người sống tới rồi. Trở lại lúc hiện tại trong sơn động. Làm gì có chuyện để người ta ra để truyền pháp lực đâu chứ. Sau đây tiểu tử này nhiều nhất thì tu vi cũng đến thần cảnh, quá yếu luôn. Nếu muốn đổi thần hồn với hắn thì bắt buộc phải tốn rất chi là nhiều thời gian.
Không thể để hắn cùng bị nhốt ở nơi này được. Vốn chỉ là nhân cảnh nó chỉ đối chết mất thôi. Hơn nữa, nó muốn hoàn thành pháp thuật thì phải lừa hắn phối hợp. Làm sao đây? Trước mặt cứ đợi hắn áo quay về thằng cấp tới ở pháp cảnh đi. Tất cả cứ làm theo kế hoạch, từ từ thực hiện. Ui, sao lại cảm thấy... Có phải bây giờ người cảm thấy bụng hơi trướng, có thứ gì đó muốn xông ra ngoài không? Hả? Thông đã truyền hồn đã hoàn thành, chỉ tiếc là hiện tại có thể truyền qua một chút hồn phách để vào hắn một chút. Kể hắn nỗ lực thăng cấp đến pháp cảnh là hắn có thể tự mình hoàn thành thông đạo rồi. Người xong đời rồi, ta vừa hạ ta thuộc trên người người, người đã có đã trở thành con rối của ta rồi. Ê. Chú. Năm 57. Quyền sinh sát nằm ở trong tay ta. Ngươi sợ rồi chứ gì? Người này không chết cơ thể ta, muốn làm gì đây? Nghĩ kỹ thì nàng ta đầy lâu như vậy, bây giờ đột nhiên lại không chết cơ thể mình. Vì cái gì nhỉ? Thân thể, linh hồn, lý nào? Tiền bối là ma đạo ư? Thế bị nhốt ở đây lâu lắm rồi hỉ? 600 năm rồi. Có muốn ra ngoài ư? Ồ, hóa ra là như vậy à. Ngài mất công mất sức như vậy không phải là vì truyền công đâu nhỉ? Ngài muốn dựa vào ta để thoát ra ngoài. Bây giờ vì nghi nhân nào đó mà không thực hiện được, ta quay hoàn thành điều kiện nào đó mới được đúng không? Cái gì? Vậy mà là bị phát hiện ra rồi. Những đệ tử báo danh và quấn kiếm môn trong năm nay đều thông minh như vậy ư? Nếu chuyện đã như vậy, thế thì ta nói luôn đây, nếu không muốn chết thì ngon ngõ nghe lời ta, tu luyện theo những gì ta nói. Làm sao đây? Mong mà tu tiên cảnh, nếu như rời khỏi nơi này thì nhất định sẽ gặp trở thành mối nguy hiểm cho thế gian. Nhưng nếu mình kiên quyết công giúp nàng ta, dù là tình hiện tại chắc chắn mà ta không thể trực tiếp phán mình đang tự tìm chết. Nè, cả tên tiểu tử nhà ngươi, con chưa đáp ứng ta hả? Ta biết rồi, chắc chắn là người một cái đó. Đèn trang đầy toàn bộ công pháp. Cái cuốn này là cuốn sinh tử trong bộ truyện gì đó quên rồi. Những bảo vật này ta cho người hết đấy. Quyển sách quý này cũng có thể luyện người tu luyện đến pháp cảnh. Thì trong đây có cả công pháp được ta gột giữa trong mấy trăm năm qua đó. Tiền bối không cần như ta như vậy đâu. Ta không muốn thành cấp tu vi. Ngay cứ nghe ta nói không vậy. Hơn nữa ta toàn là, đây toàn là công pháp của ma tu đấy. Hóa ra người lo lắng chuyện này ư? Ta có một bộ công pháp song tu có thể giúp ngươi đó. Này nào đến đây thì ta chỉ có ngươi cảm giác khoái lạc của ma tu. Cô nương tiền bối bà cô của ta ơi, coi như ta xin cô đó, chuyện cười này không thể nói lên tin được đâu. Thì ta cho ta đi. Này nào đừng có lo lắng mà, đến đây đi. Ta quên mất một bộ công pháp này phải tam tu mới được à. Nhưng mà còn sao, 600 năm qua quá có gì rồi. Ta đã tạo ra một hóa thân. Ai đến lúc đó có thể chết cùng ta rồi. Để ta cảm nhận thật kỹ khí tức trên người ngươi nào. Lát nữa gọi hóa thân ra luyến cùng chúng ta. Ủy cố mạng. Công pháp vườn nhân thành hình. Bộ công pháp này có thể khiến cho nghiên truyền qua cơ thể sông hương phương. Sau đó thì quay trở lại cơ thể. Cảm giác truyền qua truyền lại này sẽ khiến cho người muốn ngừng mà cũng không được. Là vòng tuần hoàn vòng lập. Chính là cái cảm giác này. Người đã chuẩn bị xong chưa? Đừng mà giật tay lại. Giật tay. Người. Tiền bối tôi sai rồi. Tôi không cần truyền công lực đầu, cũng còn muốn quán đổi thành thể chất mà tù. Sau khi trở về nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, xin tiền bối ta cho. Nếu như người đó không bằng lòng thì ta cũng không ép người nữa. Sau khi người trở về nhất định phải tu luyện cho tốt đấy. Như vậy thì ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa rồi. Hứa rồi đó nha.
Trên kia mà qua đây, ta dạy người sử dụng những pháp khí này. À tiền bối à, ta có tên mà. À đúng nhà, nhà quên nhớ, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì đấy. Ta tên là Dư Lật. À, cái tên thật là ngu ngốc ghê. Nè, có phải giờ ngươi muốn biết đấy chứ. À, nhiều đây chắc đủ rồi. Dù sao thì mình cũng còn muốn tu luyện. Tiên bối à, ta đem những pháp bà bí tịch này đi nha. Ừ, đem đi đi, dù sao thì ta cũng không dùng để chống được. Quay lại nhanh nha, ta đợi ngươi đó. Mấy điện tử. À, chắc có thể trực tiếp leo lên vách núi này nhỉ. Để thử xem sao. Tu tiên bất tiện thật đấy. Công pháp tiền bối truyền cho mình thì cũng kể thở sao con đông đây đức vậy nè. Sáu trăm rồi, 600 năm nay rồi, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài rồi. Hế, giọng nói này thì tiền bối ngay. Cơ thể hoàn chỉnh của ta vẫn đang đợi người đó, nhưng ta đã phân ra một sợi hồn nhập vào cơ thể người rồi. Ta có thể thấy những gì người thấy, nghe những gì người nghe. À, lợi hại nha. Còn có chuyện này, nếu người dám kể với mấy cái lão già trong một ghi một chuyện của ta, ta có thể dùng sợi hồn phách này diệt cho người đấy, có hiểu chưa hả? À, được. Nói về trường mộng giáo thì lại biến thành hành vi tự sát. Ở tấm nơi kia nào mới có thể nới rộng quyền hạn cho tôi đi. Ừ, cứ quay về trước đã rồi tính. Chuyện gì vậy? Là ngươi? 10 phút trước. Ừ? Anh về tra được thân phận của Dư Lạc rồi. Bà bảo tài nữ không có quá nhiều thông tin của Dư Lạc kìa. Nhưng theo như lời của tàn độc bà thì hắn chính là con trai của Vạn Ma Tổ Sư. Con trai Vạn Ma Tổ Sư? Nếu thật như vậy thì tội rồi. Hơn nữa tu vị của sư tôn sớ răng sẽ tuột về hắn mất tôi. Và nhanh chóng tìm được hắn, phải thấy người chấp về thị xác. Chắc là rơi ở chỗ này. Ai... cứ thế là hai người đụng đầu. Cái tờ này quá nhiên chịu chết. Cảm giác này thập trọng thiên cảnh. Ôi, hắn không để lộ thực lực quá nhiều là muốn lừa mình tự dẫn tới cửa. Ôi, hắn muốn làm cái gì đây? Với mình mình có chạy thoát được không đây? Tiền bối à, ta lại không cử động được rồi nè. Đừng có tự ý sử dụng thân thể của ta như vậy chứ. À, ây da, tôi xong rồi, ta bị phát hiện rồi. Nhà đây là cô ta sẽ đi bám báo với bất kỳ mùng. Ta còn chưa thoát ra ngoài đã sắp chết rồi. Tiền bối à, gan dạ lên chí nào. Đừng có hỏi như thế chứ, cô ta cũng là ma tù đó. Ê, thì sao y phục của hai người lại giống nhau thế? Không phải là đồng môn mà. À, chuyện này nói ra thì hơi phiền phức. Cô ta là ma tù đánh tôi rớt xuống vách núi, còn đặc biệt tới đây tìm ta. 89 phần thì tôi cũng có tác dụng với cô ta. Cô ta sẽ không nói ra chuyện giáo đồ. Ai, vô dụng ghê. Vậy mà lại bị một tiểu nha đầu đạo cảnh đánh rớt xuống núi. Nếu không có ta cứu người tiếng ấy chết chắc rồi đó. À đúng đó, nếu không phải ngài nà đi cường giả chí tù ma đạo tập trọng thiên cảnh, chính mắt đồ nhi đã nhìn thấy. Sau khi đồ nhi phát hiện việc pháp lực trong chuỗi ngọc để bị hắn hấp thụ liền một tờ vạch núi, xem có tu hồi được hay không. Vậy mà là người muốn nhìn thấy bí mật của hắn, đồ nhi chỉ chậm một chút thôi thì e rằng bị hắn diệt khẩu rồi. Pháp lực trong chuỗi ngọc bị hắn hấp thụ rồi. Không, có lẽ là tàn đồ sai rồi.
Dư Nhật tuyệt đối không thể nào là con trai của Vạn Ma Tổ Sư được. Trừ khi Vạn Ma Tổ Sư biến mất thì không để lại đứa con nào. Thời gian ta mới tới đến này cũng phải hơn 20 năm rồi. Chứ dù có con thì cũng chưa tới 30 tuổi, không thể nào luyện được Vạn Ma Quyết, không thể tới thiên cảnh được. Dư là tuyệt đối không thể là con trai của Dư Thủy Hoàng được. Dù cho Dư Thủy Hoàng mơ mụi đến mới hy sinh một thân tu vi của mình để giúp con trai hắn thì cũng không có khả năng đó. Vậy rốt cuộc hắn là... Nếu như vị sư đoán đúng thì hắn chính là Vạn Ma Tổ Sư, lại nâng thêm một tầng cao mới. Dư Lật sao có thể là Vạn Ma Tổ Sư được? Cường giả trong thập trọng ma đạo thiên cảnh chỉ có 10 người chúng ta, không ai có thể chạy tới Vân Kiếm Môn được. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có người không bao giờ làm việc theo lẽ thường. Vạn Ma Tổ Sư đã biến mất 20 năm trước là có khả năng nhất. Hơn nữa, trong trận hôm chiến trước đó thì ông ấy mất tích, nói rằng đã nhìn thấy hoàn cảnh của cấp bậc phía trên thiên cảnh. Bây giờ lại hiện thân ở Vân Môn. Lấy nào Vân Kiếm Môn có thể giúp hắn tiến thêm một bậc? Còn nội hắn cố ý tiếp cận con ngư. Vì sự hiểu rồi. Ngài hiểu gì ạ? Hắn nhập tới thân thể tiên ma đồng tu của con. Hắn còn muốn dùng cơ thể của con đỡ tiên ma đồng tu. Nguyệt Nhi. Úi. Ta sư tỷ. Mọi còn sao chứ? Bác ngày băng mặt mà trốn trong phòng làm gì vậy? Trương lão gọi chúng ta kìa. Sao thế nhỉ? Sư tỷ có chuyện gì ạ? Không phải hôm qua đã nói rồi, hôm nay sẽ có bài kiểm tra dành cho đệ tử nhân cảnh. Trước khi Liễu Nguyệt Nhi giết được mình thì tạm thời chưa thể công khai thân phận của cô ta được, cứ ém xuống rồi xem tình hình. Nè đệ tử kia, ngươi đang đốc cái gì đó? Tiền bối vẫn ở đây à? Trở về tông môn kia không có động tĩnh gì, ta còn tưởng rằng ngài đang ngủ say chứ. Ngài có thể khống chế quyền tự chủ của cơ thể ta ư? Đương nhiên. Như vậy đỡ tốn sức hơn việc hoàn toàn khống chế một chút. Nhưng mà mấy ngày này tiếp theo ngài cứ nấp kín đi nhé. Vài ngày nữa có bài kiểm tra dành cho đệ tử cấp nhân cảnh. Đi lúc đó thì các vị trưởng lão sẽ nhìn chằm chằm chúng tôi. Ngài như vậy sẽ bị lộ ra sơ hở đấy. Kiểm tra đệ tử nhân cảnh à? Đó là gì thế, có vui không? Đó là bài kiểm tra của Vạn Kiếm Môn dành cho các tân đệ tử, còn đồng bào thì kiểm tra thì phải xuống núi. 8. Đến Vạn Kiếm Môn vì muốn thuận tiện tìm được chết. Mấy lần thất bại trước đó thì ý chí cũng vậy, vì và hạn chế bởi chút yếu tố khách quan. Mới cơ hội mới tới rồi mình phải tận dụng mới được. Trên người mình có hai đạo pháp lực, không thể xóa bỏ phần thưởng của Linh Vương Cung. Một đạo khác lúc đó thì trường giáo trung đạo phòng bản pháp lực của chủ ý Ngọc kia phải nghĩ cách phá giải để có thể thêm một cái để bút mà được. Yên tâm đi, khi ta nhập vào cơ thể người đã có thể cảm nhận được hai luồng công pháp rất mạnh, đấu dư để tiên lệnh lên cạnh đấy. Chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, đơn giản có thể. Mọi đừng có nói nữa, đừng có nói đơn giản, đừng có nói. Bây giờ mà tập trung để nghe về bài giảng kia, ngay cái nắp trước đi nhé. Biết rồi. Phòng lớn của viện các đệ tử báo danh. Dư Quỳnh à, cái ngày hôm qua không nhìn thấy Quỳnh và Nguyệt Nhị. Xem tình hình thì không lượng lời lắm nhỉ? Đúng vậy, cái tên này. Vậy mà lại có hứng thú với cái loại chuyện này. Quả nhiên vừa ở đó. Xem ra tôi biết giết mình và những việc mà tên nội gián này phải làm vào kim một cũng rất quan trọng. Mạo hiểm việc bị vạch trần cũng phải ở lại nơi này à? Thiếu tiền nhà của người cũng ở đây à? Tiền bối bây giờ có mấy lúc là ngay ra ngoài đâu. Không tố cáo mình. Ôi biết rõ mình là nội gián mà lại tỏ ra như không có chuyện gì. Quả đúng là những gì sư phụ nói. Tạm thời gọi lại bằng Kim Môn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Dư Thủy oan lộ ra đuổi cáo thì dù dỗ cả đám trưởng giáo và thái thượng trưởng lão vẫn Kim Môn ra tay truy sát. Vì sư sẽ tìm cách trợ giúp con. Muốn dùng cơ thể ta làm vật chứa để tu luyện ư? Vậy thì ta chỉ có thể tiện hạ tổ vi cường thôi. Tập số